Xin trân trọng giới thiệu với các bạn, đây là một đôi uyên ương. Ở quê chúng tôi thì hay gọi là con phượng hoàng lửa hoặc là con phượng hoàng đất. Và đây đôi uyên ương này mình gọi là clip số 6000 của đôi uyên ương. Đôi này thì cũng ăn cám rất là ok và nuôi từ lúc còn bánh tẻ. Đấy, thì ưu điểm của loài chim này thì nó là mỏ đỏ vàng tươi, chân đỏ, và chúng rất là nhanh thuần, chúng rất là nhanh nhẹn. Nếu như các bạn nuôi cái lồng AV rộng thì tính từ chóp đuôi đến chóp mỏ nó có thể dài đến khoảng 60 cm. Ở ngoài thiên nhiên khi nó bay thì cái đuôi của nó sẽ phấp phới trông như một con rắn đang bay đó. Và cái loại này thì hiện giờ thì nó ăn cám, ngoài ra thì có thể là ăn thạch thùng, ăn nhái, ăn thịt, ăn côn trùng, ấu trùng. Đấy, về cơ bản thì cái bộ yếm của nó được đen sẫm và chúng có tiếng hót cũng giống với chim chòe than. Và hiện bây giờ thì nó ăn cám và nó cũng đang quá trình thay lông để chuẩn bị đi vào sinh sản. Mình đăng clip 6000 này hy vọng rằng chia sẻ trên cái kênh mạng xã hội để cho các bạn ngắm nhìn những cái khoảnh khắc những con chim cảnh và thiên nhiên. Và các bạn có nhu cầu, ai đó nhu cầu muốn mua đôi này về thả vào cái lồng AV cho nó đẹp để nghe nó hót, thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại là 033 5305982. Đôi này mình để giá cho các bác là 800.000. Đấy, thì nếu như các bạn nào có nhu cầu muốn mua thêm hoặc là biết cái thông tin, sẽ giới thiệu cho những ai đó có nhu cầu mua, thì đây mình có một đôi uyên ương. Đấy, đăng clip này chia sẻ trên mạng để cho các bạn ngắm nhìn. Nếu như các bạn yêu thích, các bạn có thể đặt mua với cái giá mình đưa ra là 800.000 để cho nhượng lại cho các bác nuôi. Đó, thì các bác thấy là tôi sẽ zoom lại một chút cho nó gần để các bác nhìn quan sát nó cụ thể hơn. Đó, nó đang ăn cám. Đấy, đang ăn cám đúng không ạ? Đấy, nó ăn rất là gọn đúng không ạ? Còn con chim bên kia nó rất là nhanh. Đó, đó, nó nhảy rất là nhanh, lông đuôi rất là dài. Đó, thì hy vọng rằng các bạn sẽ xem những cái video trên kênh Chim Cú Gáy Hay, của kênh Chim Cú Gáy Hay. Và nếu như thấy kênh bổ ích thì các bạn có thể subscribe, các bạn đăng ký để ủng hộ kênh, để tiếp tục ra những cái video mới nhất về chim cảnh, đặc biệt là còn những con chim cu gáy, chim chòe than, chim chào màu, chim đa đa và chim uyên ương. Đó, ngoài ra thì chúng tôi cũng có cung cấp cả những con giống đà điểu. Đó là những cái vật nuôi mà hiện bây giờ trên kênh Chim Cu Gáy đang rất thuận lợi, đang cung ứng con giống cho các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái đầu nó gần giống như con chim gì nhỉ, con chim bói cá đúng không ạ? Nó rất là sặc sỡ, cái màu xanh phớt lơ lơ, và đặc biệt mỏ rất là đẹp. Mỏ đẹp, đấy, mỏ vàng óng. Đấy, uống nước đấy. Mỏ vàng óng luôn. Đó. Mỏ vàng óng luôn các bạn ạ. Mình có thể dí sát vào cái đây để các bạn xem cái mỏ của nó. Đấy. Chân của nó này. Rất là nhanh nhẹn đúng không ạ? Rất là nhanh nhẹn. Đó. 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 Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.